Xin chào tất cả các bạn, mình là bác sĩ Phương Quý, thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa da liễu. Video ngày hôm nay mình sẽ nói về 4 nguyên nhân rụng tóc phổ biến nhất đối với người Việt Nam. Mình nghĩ rằng thì ai trong chúng ta đều đã từng trải qua một cái giai đoạn rụng tóc rất là nhiều, rất là khủng hoảng đúng không các bạn? Và lúc đó chúng ta thì cực kỳ hoang mang, chúng ta lên mạng tìm kiếm những cái sản phẩm nè, hoặc là những cái phương pháp mà giúp cho chúng ta được mọc tóc nhanh hơn. Tuy nhiên thì khi các bạn thực hiện thì nó không hề cải thiện, bởi vì các bạn biết sao không, từng nguyên nhân khác nhau thì chúng ta sẽ có những cái hướng điều trị khác nhau. Chúng ta không thể nào lấy râu ông này cắm cầm bà kia được. Vậy thì trong video ngày hôm nay mình sẽ nói lên 4 nguyên nhân rụng tóc phổ biến nhất và hướng điều trị cho từng nguyên nhân đó để giúp cho mái tóc của bạn được trở nên bồng bềnh hơn nhé. Nguyên nhân rụng tóc đầu tiên cũng là nguyên nhân phổ biến nhất đối với chị em phụ nữ, đó chính là sự thay đổi về hormone. Và đây cũng là một trong những nguyên nhân mà gần như chị em nào của chúng ta đều sẽ trải qua, đặc biệt là hai giai đoạn. Thứ nhất đó chính là giai đoạn sinh con và thứ hai là giai đoạn tiền mãn kinh. Bởi vì tại cái thời điểm mà chúng ta sinh con nè hoặc là tiền mãn kinh thì cái cơ thể chúng ta bị thay đổi cái nội tiết tố rất là nhiều, đặc biệt là hormone estrogen. Và sự thay đổi của hormone estrogen nó sẽ làm cho chúng ta dẫn đến cái tình trạng là tóc sẽ bị rụng nhiều hơn, và tình trạng rụng tóc này thường sẽ xuất hiện ở đỉnh đầu và sau đó nó sẽ lan dần ra xung quanh. Có một cái nguyên nhân gây rụng tóc cũng liên quan đến hormone mà rất là phổ biến đối với người dân Việt Nam hiện nay, đó chính là bệnh lý về tuyến giáp, ví dụ như là u giáp nè, cường giáp hoặc là suy giáp vân vân. Như các bạn đã biết thì tuyến giáp là một tuyến chi phối rất là nhiều hormone ở trong cơ thể. Vì vậy khi mà nó rối loạn thì nó cũng sẽ khiến cho chúng ta bị rụng tóc. Vậy thì chúng ta sẽ xử lý tình trạng này như thế nào? Đối với những chị em mà chúng ta bị rụng tóc ở trong giai đoạn tiền mãn kinh nè, hoặc là ở trong giai đoạn sau sinh con thì thông thường khoảng từ 6 tháng cho đến 12 tháng thì tóc của chúng ta nó sẽ mọc lại như bình thường. Tuy nhiên có rất là nhiều chị em khi chúng ta qua cái giai đoạn này khoảng một thời gian dài rồi mà tóc của chúng ta vẫn rụng như lá mùa thu, hoặc là chúng ta bị rụng tóc quá nhiều ở cái thời điểm này khiến cho chị em chúng ta bị hói đầu nè, bị mất thẩm mỹ nè, và chúng ta rất là lo lắng. Vậy thì chúng ta sẽ cải thiện bằng cách nào? Thứ nhất là các bạn có thể bổ sung những loại viên uống có chứa thành phần là lecithin từ 500mg cho đến 1000mg mỗi ngày, hoặc là những viên uống có chứa thành phần là biotin. Tiếp theo là các bạn hãy sử dụng những loại thuốc xịt tóc có chứa thành phần là minoxidil. Thì minoxidil được cho là một trong những thuốc xịt mọc tóc không cần bác sĩ kê đơn tốt nhất ở thời điểm hiện tại. Các bạn có thể sử dụng minoxidil 2% xịt lên cái vùng da đầu mà chúng ta bị rụng tóc từ 1 cho đến 2 lần một ngày. Tuy nhiên các bạn nên nhớ rằng là tổng lưu dùng của chúng ta không được quá 20ml mỗi ngày nhé. Còn đối với những bạn bị rụng tóc do bệnh lý về tuyến giáp như là cường giáp, suy giáp thì cái nguyên nhân gốc rễ đó là do tuyến giáp. Vì thế các bạn cần phải đến gặp bác sĩ nội tiết để họ có thể điều trị tuyến giáp của bạn, và khi tuyến giáp của bạn nó đã được cải thiện thì chắc chắn rằng tình trạng rụng tóc của bạn nó cũng sẽ cải thiện. Trước khi đi vào phần nguyên nhân thứ hai thì mình hy vọng các bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ cho bác sĩ Quý, cũng như là chúng ta có thể gặp nhau vào mỗi tuần nhé. Vậy thì nguyên nhân thứ hai khiến cho các bạn rụng tóc cũng rất là phổ biến đối với người dân Việt Nam, có cả ở nam lẫn nữ, đó chính là viêm da tiết bã vùng da dầu, và hôm nay mình sẽ gọi tắt đó chính là viêm da dầu nha các bạn. Vậy thì làm thế nào chúng ta có thể biết được chúng ta đang bị viêm da dầu? Thì thứ nhất là các bạn cảm thấy tóc của mình rất là nhanh bết nè, rất là nhanh dơ. Chỉ khoảng là 1 ngày rưỡi 2 ngày mà các bạn không gội đầu thôi là tóc của bạn nó sẽ bết dính lại. Thứ hai là da đầu của bạn nó rất là ngứa, các bạn lúc nào cũng chỉ muốn gãi, muốn cào nó thôi, và khi các bạn gãi thì gầu nó rơi xuống rất là nhiều như là tuyết giữa mùa hè vậy các bạn, thậm chí là nó rụng thành từng mảng. Thứ ba là khi các bạn nhìn vào cái da đầu của mình, các bạn sẽ thấy có những cái vùng da mà nó bị ẩn đỏ lên, và khi các bạn gội đầu nè hoặc các bạn buộc tóc cao thì tóc của bạn rụng rất là nhiều. Vậy thì khi các bạn có những cái triệu chứng này thì các bạn đang bị viêm da tiết bã ở da đầu nhé. Vậy thì chúng ta sẽ khắc phục cái tình trạng rụng tóc do viêm da dầu bằng cách nào? Thì viêm da dầu thông thường nó sẽ liên quan đến vi ngâm nhé các bạn. Đầu tiên là các bạn cần phải giữ cho da đầu của mình sạch sẽ bằng việc gội đầu thường xuyên, thông thường là khoảng 2 ngày một lần, bằng những cái dầu gội có chứa thành phần như là selenium sulfate, kẽm pyrithion hoặc là salicylic acid nhé. Còn nếu như tình trạng viêm da dầu của bạn nó khá là nặng thì các bạn hãy đến gặp bác sĩ da liễu để được kê những cái thuốc kháng nấm đường bôi như là ketoconazole, chúng ta bôi lên cái vùng da đầu, hoặc là nếu như các bạn ngứa nhiều thì được kê thêm những cái thuốc giảm ngứa nè, hoặc là corticoid đường bôi để có thể giảm viêm nhé. Nguyên nhân thứ ba khiến cho cái tình trạng rụng tóc của bạn xuất hiện mà gần như là các bạn không nghĩ tới, đó chính là khi chúng ta sử dụng một loại thuốc để điều trị bệnh nào đó, tức là cái tác dụng phụ của thuốc đó nó sẽ khiến cho các bạn bị rụng tóc. Thiệt ra có rất là nhiều loại thuốc có tác dụng phụ khiến cho các bạn bị rụng tóc. Tuy nhiên trong video ngày hôm nay mình sẽ nêu ra 3 loại thuốc mà khiến cho các bạn bị rụng tóc phổ biến nhất. Thì loại thứ nhất đó chính là thuốc ngừa thai. Bất kỳ phương pháp ngừa thai nào có chứa estrogen như là miếng dán, thuốc viên hoặc là đặt vòng âm đạo đều có thể gây cho các bạn bị rụng tóc. Đó là do sự thay đổi nội tiết tố ở bên trong cơ thể, và sự thay đổi đột ngột cái nồng độ hormone ở trong cơ thể thông qua thuốc tránh thai sẽ khiến cho chân tóc của bạn nó sẽ đi vào cái giai đoạn nghỉ ngơi sớm hơn, đó là giai đoạn telogen. Trong khoảng thời gian đó thì khoảng 50%
10% tóc trên da đầu sẽ bị rụng, gây nên tình trạng rụng tóc. Tuy nhiên thì đây chỉ là vấn đề tạm thời, cơ thể của chúng ta nó sẽ tự điều chỉnh được theo các tác dụng nội tiết tố của thuốc và tình trạng rụng tóc nó sẽ trở lại bình thường trong vòng từ 6 cho đến 12 tháng nhé. Nhóm thuốc thứ hai cũng khiến cho các bạn bị rụng tóc đó chính là thuốc dạng beta. Những bạn mà có bệnh lý về tim mạch có lẽ các bạn đã quá thường xuyên nghe đến cái nhóm thuốc này rồi, bởi vì thuốc dạng beta điều trị rất là nhiều bệnh, ví dụ như là bệnh tăng huyết áp nè, bệnh rối loạn nhịp tim, thậm chí thuốc dạng beta còn được kê ở trong những cái bệnh như là bệnh cường giáp nè, hoặc là bệnh tăng nhãn áp ở mắt. Vậy thì một trong những tác dụng phụ của thuốc dạng beta đó chính là rụng tóc. Vậy thì khi các bạn gặp cái tình trạng này thì các bạn hãy đến gặp bác sĩ tim mạch để chúng ta có thể nói chuyện về cái tác dụng phụ này và chúng ta có thể chuyển sang các loại thuốc khác được hay không, các loại thuốc mà vừa có thể điều trị cái bệnh nền của các bạn mà vừa không khiến cho các bạn bị rụng tóc. Loại thuốc thứ ba cũng rất là phổ biến khiến cho các bạn bị rụng tóc đó chính là thuốc chống trầm cảm. Khi mà chúng ta bị lo lắng nè, chúng ta bị stress thì chúng ta sẽ bị rụng tóc đúng không? Vậy thì thuốc chống trầm cảm cũng có tác dụng phụ khiến cho chúng ta bị rụng tóc. Các loại thuốc này có thể làm thay đổi hormone sinh sản của các bạn như là testosterone nè hoặc là estrogen. Tuy nhiên thì các bạn đừng quá lo lắng, rụng tóc do thuốc thì chỉ là tạm thời thôi. Có nghĩa là khi các bạn ngừng thuốc thì tóc của bạn nó sẽ mọc trở lại bình thường. Nguyên nhân thứ tư khiến cho các bạn bị rụng tóc đó chính là do thiếu chất dinh dưỡng. Thì nghe có vẻ rất là mắc cười, ở cái thời buổi này rồi thì người ta chỉ sợ là béo phì thôi chứ ai mà đến nỗi mà suy dinh dưỡng để mà rụng tóc đâu. Tuy nhiên thì cái tình trạng này nó hay gặp ở cái những bạn, thứ nhất là những bạn mà đang giảm cân nè, cái thứ hai là những bạn mà ăn chay trường nha các bạn. Khi mà chúng ta giảm cân, chúng ta nhìn ăn thì chúng ta đã thay đổi một chế độ ăn đột ngột, nó làm cho cái việc cung cấp chất dinh dưỡng cho các sợi tóc nó sẽ không có đủ và dẫn đến tình trạng là tóc bắt đầu yếu dần và sẽ rụng đi. Và cái nhóm chất dinh dưỡng bổ sung cho tóc thì chủ yếu là các dạng protein hoặc là những loại vitamin và khoáng chất như là sắt, kẽm nè, hoặc là biotin, lecithin vân vân. Thì những cái loại này nó sẽ chủ yếu ở trong là thịt cá, trứng sữa. Vì thế những bạn mà giảm cân nè hoặc là những bạn ăn chay trường thì thông thường chúng ta sẽ thiếu những cái nhóm chất này, dẫn đến tóc của chúng ta sẽ bị gãy rụng. Vậy thì để có thể cải thiện tình trạng rụng tóc do thiếu chất dinh dưỡng thì khá là đơn giản đúng không các bạn? Đó là chúng ta cần phải ăn uống đầy đủ chất hơn, đặc biệt là protein, và chúng ta cần phải ăn đa dạng màu sắc rau củ quả để có thể bổ sung đầy đủ vitamin giúp cho tóc của chúng ta được mọc một cách chắc khỏe hơn. Còn đối với những bạn mà chúng ta bị biếng ăn nè, chúng ta bị kén ăn hoặc là chúng ta không thể ăn những loại thức ăn đó thì chúng ta hoàn toàn có thể bổ sung bằng những loại viên uống vitamin tổng hợp hoặc là viên uống lecithin hoặc là viên uống biotin nhé. Vậy là video đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.